Vâng, chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Go. Thì anh em đã thấy mình đã thay đổi background rồi, thì tất nhiên mình đã không ở trong phòng của mình nữa. Hôm nay mình đã chuyển sang một chỗ khác để quay cho anh em trong sáng hơn. Thì, trong video này mình sẽ tư vấn cho anh em một cái khúc mắc anh em hay hỏi mình, đó chính là có kinh phí khoảng tầm 32 triệu đổ lại thì chúng ta nên sắm chiếc flycam nào. Thì ok, video này mình sẽ chỉ với anh em những chiếc flycam dưới 30 triệu mà có camera đẹp nhất để cho anh em dễ dàng lựa chọn nhá. Và một lưu ý nhỏ nhỏ là video này không dành cho những ông nào thừa tiền. Ông nào thừa tiền thì cứ mua loại cao nhất mà dùng, đừng hỏi tôi làm gì cả nhá. Ok, đầu tiên thì với một sản phẩm giá khá là rẻ, đó chính là một chiếc Mini SE. Đây thì cái sản phẩm này hôm nọ mình cũng đã giới thiệu đến anh em rồi, là một chiếc flycam dòng mini của DJI mới được ra mắt. Thì anh em có thể, anh em nào mới chơi thì có thể sắm con này hoặc là con mini 2. Thì một trong hai con này thì đều có một mức giá khoảng rơi vào đâu đó khoảng tầm 10 triệu, hơn 10 triệu một tí ở trên Toto. Thì mình cũng sẽ để link ở dưới phần mô tả cho anh em xem. Thì đây sẽ là một chiếc flycam nho nhỏ và dễ dùng, dễ sử dụng, dễ lái và dễ điều khiển, dành cho những anh em nào mà muốn chơi, muốn có một cái fly nhỏ nhỏ để quay gia đình, thi thoảng đi chơi mà cũng không cần phải, không sử dụng quá là nhiều. Thì có thể chọn dòng mini, một là mini 2 hoặc là mini SE như hôm nọ mình đã giới thiệu. Thì riêng con này thì sắp tới mình sẽ bay test thử hình ảnh để cho anh em xem là chiếc mini SE này sẽ bay như thế nào và chất lượng hình ảnh ra sao. Thì anh em sẽ hiểu rõ hơn tại sao mình recommend cho anh em chiếc flycam này để cho anh em sử dụng. Một sản phẩm tiếp theo nữa thì mình nghĩ rằng là anh em khá là quen thuộc, đó chính là một chiếc Mavic Air 2S. Thì cái chiếc Air 2S mình cũng đã giới thiệu đến anh em rồi. Thì đây là một chiếc flycam dòng Air, thì đặc biệt có tên là 2S. Thì 2S có khác gì so với E2? Thì đó chính là cái cảm biến của nó đã được nâng lên là cảm biến CMOS là 1 inch, cho cái độ phân giải lên tới là 12 megapixel và chụp ảnh lên tới là 48 megapixel. Khả năng quay phim thì lên tới là 60 frame, thì tha hồ cho anh em sử dụng. Mình thì cũng đã có rất là nhiều video ở trên kênh để giới thiệu anh em về cái chiếc DJI E2S này rồi. Anh em có thể lên kênh và xem lại, hoặc là mình để nó ở bên này, anh em có thể xem lại ở phía bên này. Đó, thì những video mình đã đánh giá về chiếc E2S anh em có thể xem qua. Còn anh em có không mắc gì thêm về E2S thì cứ comment xuống dưới mình sẽ giải đáp cho anh em. Thì ở đây một E2S ấy, thì nó có một cái nâng cấp nữa so với E2, đó chính là nó có một cái cảm biến phía trên đầu mũi nữa, hai cảm biến ở trên mũi nữa, thì nó sẽ giúp cho anh em bay dễ hơn, kiểu luồn lách và tránh vật thể dễ hơn. Thì rất tiếc của mình lại không cầm E2S theo, thế nên là mình cũng không thể chỉ cho anh em được. Thì anh em có thể xem lại video của mình nhá. Sản phẩm thứ ba mà mình muốn chia sẻ tới cho anh em thì nó cũng rất là quen thuộc thôi, đó chính là chiếc E2. Thì E2 thì cũng có cái cảm biến 1:2 inch, chứ nó không phải là cảm biến 1 inch như là E2S. Tuy nhiên thì nó vẫn có thể quay được phim lên được là 4K 60fps. Thì vẫn mình nghĩ là vẫn đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của anh em. Và trước đây thì mình cũng sử dụng E2 rất là nhiều cho những cái công việc đi quay của mình, thì hầu như là mình sử dụng E2. Những cái sản phẩm của E2 đem lại về cái chất lượng, về màu sắc, về hình ảnh các thứ thì vẫn khá là ok, mình cũng không có gì đáng mà chê cả. Thì nếu như anh em mà có kinh phí thấp hơn mà không muốn lên E2S thì có thể chọn E2, cũng là một sự lựa chọn hợp lý mà anh em cũng dễ dàng sử dụng, cũng có qua cảm biến trước, cảm biến sau để cho anh em có thể hạ rồi bay tiến luôn các thứ cũng khá là ok. Và ngoài ra thì có khá là nhiều chức năng vui vẻ để cho anh em sử dụng nữa. Anh em có thể sử dụng trong gia đình, sử dụng đi làm, hoặc là sử dụng để làm bất cứ một cái điều gì anh em thích với chiếc E2. Thì đó là những dòng sản phẩm mình muốn giới thiệu đến anh em, là tại sao mình recommend nó. Tại vì thứ nhất là chúng ta sử dụng chung một cái app, đó chính là DJI Fly, thì và sản phẩm của DJI thì đã được khẳng định chất lượng rất là nhiều rồi. Mình thực ra là có rất nhiều sản phẩm của các hãng khác, tuy nhiên thì bản thân mình là những cái người mình cũng chưa được trải nghiệm những cái sản phẩm đấy. Đây là những cái sản phẩm mà mình đã được trải nghiệm, mình đã sử dụng và mình đã review cho anh em xem rồi, thì mình mới gửi đến cho anh em xem. Mình có những rất nhiều của hãng khác nữa thì mình sẽ cố gắng là mượn để mình chia sẻ tới anh em. Tuy nhiên thì trong cái thời buổi dịch như thế này thì cũng khá là khó, nên là nếu như anh em sau dịch này mà muốn mua fly thì có thể tham khảo 3 mẫu sản phẩm mình đã gửi đến anh em, đó chính là chiếc Mini SE là cái đầu tiên, Mini E2S và Mini E2. Đây là ba cái sản phẩm mà mình thấy là khá là đáng tiền trong cái phân khúc giá của nó. Còn về chiếc Mini SE này thì mình xin phép là mình sẽ gửi đến anh em ở trong những cái video sau. Còn video này mình xin phép là kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi và đừng quên để lại cho Tokyo Go một like và một share nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Bây giờ thì mình xin phép mình đi ngủ. Thế nhá.